Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình đã đem con xe cuốc của mình và ba chiếc xe rùa qua bên đây để múc đất chở cho người ta nha các bạn. Và hiện tại thì đã cúng kiến xong rồi, đang trải ra để chuẩn bị mời mấy anh tài xế lại dùng miếng bánh nha. Đây, đây là cái bãi đất mà mình chuẩn bị múc nha các bạn. Người ta bỏ lâm cho nên cỏ rất là nhiều các bạn ơi. À, đây nha các bạn, đây là bánh và trái cây sau khi cúng xong rồi. Bây giờ các anh em đang ngồi lại để ăn chứng kiến với đất đai ở đây. Đây xe cuốc mình đây, còn bên đây là xe rùa nha. Ở phía sau một chiếc xe rùa nữa và bên đây nè các bạn, bên phải nè, để mình quay cho bạn xem nha. Đây, đây có xe rùa nữa. Rồi, bây giờ mình xin mời các bạn cùng theo dõi mình làm việc nha.
Rồi hiện tại thì đã tới giờ ăn cơm rồi nha các bạn. Bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi. Mình đã đóng cửa xe Kobe lại rồi. Còn chờ một tài xế nữa đổ xong rồi quay trở lại đây sẽ đi vào ăn cơm nha các bạn. Ok, đến đây thì mình cũng xin phép được tạm dừng video. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký để ủng hộ mình nha. Còn bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem giúp mình nha. Rồi, xin chào các bạn.